chào mọi người. Mình đang đi ở đoạn đường Bùi Viện. Hôm nay chúng ta sẽ đi ngắm cái đường Lê Hồng Phong, một trong những con đường đẹp nhất Hải Phòng từ trước đến bây giờ. Đến thời điểm hiện tại cũng là đẹp nhất. Nó nối liền từ chỗ ngã 6 cho đến tận sân bay Cát Bi. Là một con đường để Hải Phòng thể hiện sự phát triển, sự thay đổi đối với những khách từ địa phương khác đến và đi Hải Phòng bằng con đường ra sân bay này. Cái đoạn này mình vừa rẽ phải để đi xuống phía này, là phía cuối của con đường Lê Hồng Phong rồi mọi người. Đó, mọi người có thể nhìn hai bên đường. Lâu lắm rồi mình mới có dịp mà lượn lờ ở phía này. Ở đây mới có cái tòa nhà Hàng Hải Liên Minh này. Đoạn này thì có một cái khu doanh trại Quân đội Nhân dân Việt Nam chiếm một diện tích khá là lớn ở hai bên đường luôn, bên này và bên kia sát sân bay. Chỗ này thì chắc chắn là không được xây nhà cao tầng rồi. Đoạn phía dưới này nếu mà đi vào buổi chiều các bạn có thể thấy rất là nhiều các cái cô các bác đạp xe đạp ở phía đường đoạn này tập thể dục, đạp xe lấn ra cả phần đường dành cho ô tô. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng đặt văn phòng ở đây luôn. Đó. Chỗ này rẽ phải để vào sân bay đấy mọi người. Sân bay mới, còn đi thẳng là sân bay cũ. Cảng không quốc tế Cát Bi. Cảng không này thì theo kế hoạch nó cũng sắp được triển khai cái nhà ga hàng hóa rồi mọi người. Cái nhà ga T2 thì không biết là có được triển khai hay không. Nói trước mặt các bạn đây là phía gọi là cuối đường Lê Hồng Phong rồi mọi người. Cuối đường Lê Hồng Phong là một cái sân bay Cát Bi cũ mà mọi người nếu mà đi xe máy để đi máy bay ấy, mọi người có thể vào đây. Sau đó thì gửi xe và đi bộ. Có cái lối thông từ sân bay cũ ra sân bay mới, đi bộ ra sân bay mới để chúng ta lên máy bay thôi. Bắt đầu từ đây là chúng ta sẽ đi theo hết con đường Lê Hồng Phong nha mọi người. Đường này thì được mở cách đây cũng khá là lâu rồi. Mình nhớ là vào những năm 2004 con đường này cũng đang được giải phóng mặt bằng và trải đá làm cốt đường các thứ. Có khoảng chắc phải 2005 thì con đường này hoàn thiện. Ủa, đèn đỏ đây không ai chờ như mình à? Cứ cho là 2005 hoàn thiện con đường này thì bây giờ sẽ là 15 gần 20 năm rồi mọi người. 20 năm hình thành con đường này, gần 20 năm thôi nhá. Những cái khu phía dưới này thì không phát triển được rồi, tại vì do là đất của quân đội nên là bao nhiêu năm thì nó vẫn thế thôi. Cũng là vỉa hè như vậy, những cái tường rào xung quanh doanh trại quân đội như thế. Hoặc phải đi hết cái khu doanh trại quân đội này thì chúng ta mới thấy được những cái đẹp của đường Lê Hồng Phong. Các bạn thấy không, đất của quân đội rất là nhiều, siêu rộng. Còn hai bên trái phải của mình cũng đều là đất quân đội luôn. Đó,
Trước mặt các bạn đây nữa là một cái xuyến tròn mà mới được mở cách đây thời gian ngắn thôi, khi mà con đường Bùi Viện nó hoàn thành cắt ngang đường Lê Hồng Phong. Cái xuyến tròn rất là to. Nếu mà ở đây không có cái xuyến tròn này thì không biết là xe cộ sẽ đi như thế nào nhỉ. Đó. Cái xuyến tròn này là mình nhớ lại ngày xưa ở cái đoạn chỗ Bixi ấy cũng có một cái xuyến tròn, nhưng dần dần bị thay thế bởi cầu vượt rồi, tại vì tai nạn rất là nhiều. Các bạn có thể thấy được cái tòa lâu đài khá là đồ sộ của đại gia làm bên dầu khí, nhưng hình như đã bị bắt rồi ấy mọi người. Bắt đầu từ đoạn này thì các bạn có thể nhìn thấy được là đường Lê Hồng Phong có rất là nhiều những công trình, những cái tòa nhà thấp thôi nhưng khá là đẹp và hiện đại. Có cả sở tài chính đặt trụ sở ở đây luôn. Đường này mở ra thì nó là một con đường mới hoàn toàn, nó rất là rộng. Bên tay phải của mình bây giờ là Ủy ban dân quận Hải An này, các cái văn phòng của những cái cơ quan hành chính của quận Hải An đều nằm ở đây. Mới đầu đi qua đây cái thời kỳ đầu tiên ấy nhìn rất là đẹp, đến bây giờ thì cũng xuống cấp, rêu mốc rồi họ cũng chưa sửa lại. Ở đây rất là nhiều đường nhánh, và những đường nhánh ở phía này gọi là tuyến 2 ấy, rất là rộng và to. VNPT của Hải Phòng cũng xây một cái tòa nhà khá là đẹp. Hải Đăng, tòa nhà Hải Đăng Building này cũng có từ lâu rồi mọi người. Công ty an toàn hàng hải đấy, một trong những tòa nhà cao tầng sớm của đường Lê Hồng Phong, tập trung khá là nhiều ô tô. Mitsubishi mới có một cái showroom ở đây, mới mở ấy mọi người. Để cho mình đi này chưa có. Đoạn này hai bên thì có hai ngôi chùa đối diện nhau luôn đấy mọi người. Không rõ là tên là chùa gì, mình cái này thì mình không biết được. Đoạn này thì vẫn còn thưa thớt các cái tòa nhà, nhưng mà bắt đầu từ chỗ cầu vượt Bixi kia thì chúng ta sẽ thấy được là đường Lê Hồng Phong nó di dít nhà như thế nào nhé. Và các công trình cao tầng bắt đầu từ phía cầu vượt Lê Hồng Phong hất lên. Hoàng Mai Building đang xây dựng. Có thể ngắm nhìn một số những cái ngôi nhà xây theo kiểu lâu đài ấy, khá là đồ sộ và bề thế ấy. Nhưng bản thân mình thì mình không thích. Nếu mình mà là người có tiền như họ thì mình thì mình không thích, cá nhân mình thôi không thích những cái ngôi nhà như vậy. Mình thích kiểu hiện đại, nhẹ nhàng, thanh thoát ấy. Mà trên đường Lê Hồng Phong cũng có một số ngôi nhà rất là hiện đại và đẹp như vậy. Bên đây trái là khu tòa án đấy mọi người, khu của toàn đại gia đây. Mấy cái cam của mình nó có lấy được cả góc ở bên tay trái hay không nữa cơ.
là mình đi hơi bị lệch. Kể như đi được làn ô tô thì nó sẽ là chính giữa cái đường thì mọi người có thể nhìn rõ hơn. Đặc biệt ở đây đường Lê Hồng Phong có một ngôi trường rất là nổi tiếng là trường cấp 3 Trần Phú, trường chuyên duy nhất của thành phố. Một ngôi trường mà theo mình đánh giá nó là một ngôi trường có kiến trúc thật là tệ hại. Các bạn nếu mà có dịp đến những cái tỉnh như là Bắc Ninh hay là đâu có nhỉ, Nam Định hay cái gì đó, trường chuyên lớp chọn của họ xây đẹp lắm, đặc biệt là Bắc Ninh. Đó, chỗ này là chỗ quán cà phê sân vườn đấy mọi người, rất là đẹp. Và trong kênh của mình cũng đã từng có clip về nó. Nếu có dịp mọi người nên vào đây nhá, dẫn trẻ con vào á, rất là phù hợp. Cầu vượt Big C, có cái cầu vượt này giảm thiểu bao nhiêu tai nạn. Ở đến trên này thì chúng ta nhìn thấy như các cái tòa nhà cao tầng nó dày hơn. Chỗ này đang thi công dự án của tập đoàn PNG đây. Khu phức hợp Vương Miện Kim Cương. Wow, đi qua cũng đang đào hầm, thi công rất là nhanh. Cục hải quan của thành phố, một tòa nhà rất là bề thế. Đó, mọi người có thể nhìn thấy những cái nhà cao tầng, gọi là cao tầng so với đường Lê Hồng Phong này thôi, nhưng mà nếu mà xếp vào thế giới nhà cao tầng thì đây gọi là những nấm lùn mọi người ạ. Về quy hoạch thì mình thấy những chuyên gia gọi là chuyên làm về thiết kế và quy hoạch, người ta nhận xét đường Lê Hồng Phong là một con đường thất bại về mặt quy hoạch. Chỗ thì nhà cao tầng, chỗ thì quán ăn, chỗ thì lại kiểu nhà ở, xong rồi xây thò ra thụt vào và theo một cái mạnh ai người ấy xây, nên là người ta đánh giá là một con đường thất bại về quy hoạch, về kiến trúc. Còn về cá nhân mình hay mà mọi người gọi là con mắt nhìn của người dân bình thường thì mình thấy khá là đẹp đó chứ. Tuy lộn xộn nhưng mà hoành tráng. Đấy. Đặc biệt là đi đường này vào lúc gần Tết rất là tuyệt vời. Hoa rồi các đồ bán Tết trưng ra nhìn đẹp lắm mọi người. Lẩu dê Phượng Chi này mọi người. Mình có ăn vào những năm 2009, 2010. Rất là đông đối với người Hải Phòng lúc đó. Đi ăn hầu như là thường nghĩ đến Phượng Chi đầu tiên. Sau đó dần dần thì quán những cái món, những cái cửa hàng khác nổi tiếng hơn. Cũng lâu lắm rồi mình không ăn cái Phượng Chi này. Lần gần đây nhất mà ăn Phượng Chi ở cái chỗ Lê Hồng Phong này cũng phải rơi vào tầm khoảng 2 năm rồi. Và ăn cái lần đấy mình nhớ là ăn rất là tệ, không ngon. Xe chết máy mà. Vâng.
một dải này thì vẫn chưa có nhà, chưa có dự án gì, vẫn để cây mọc hoang dại. Tới ở đường này phía bên kia mọi người, phía bên trái ấy, cái làn đi xuống sân bay ấy, có một vài khách sạn của Nhật Hạ này, hoặc một vài những cái tòa nhà đang xây mà không biết vừa rồi mọi người có nhìn thấy không, có lẽ là nó sẽ đông đúc hơn. New MDM Club mở ở đây và thấy bảo là hôm nay được mở lại club rồi, vũ trường rồi ấy. Thế giới di động này, điện máy xanh này, một cái mà nhà màu vàng hay màu cam ấy, không biết là màu gì, màu vàng đấy. Trước là khách sạn công chúa, sau đó thì thế giới di động thuê lại để làm điện máy xanh, và sơn toàn màu vàng chóe loẹt. Đây cũng là một tòa nhà mới được hoàn thiện, chưa đi vào hoạt động. Hotel Passman. Kể mà đường Lê Hồng Phong này, chỗ nào, những cái chỗ đất trống nhìn rất là mất mỹ quan, vừa rồi đều xây những cái nhà, tòa nhà thấp thôi cũng được. Thì chúng ta sẽ thấy được cái vỉa hè rồi cảnh quan nó rất là đẹp, gọn gàng. Xây nhà thấp như kiểu của BIDV ở bên tay trái mình bây giờ cũng chỉ tầm mấy tầng như này thôi, cũng đẹp rồi, nhưng mà nó dài, mặt tiền dài. Nhìn đã lịch sự lên bao nhiêu rồi. Đó, đây là tòa Gandhi, Gandhi Plaza đây. Một cái biểu tượng gắn liền với lại con đường Lê Hồng Phong. Ngay ở đầu đường Lê Hồng Phong luôn. Mà các bạn thì đây bây giờ nó là ngã 6 rồi, cũng là điểm kết thúc. Nếu mà đi hướng từ sân bay Cát Bi đi lên trên này là điểm kết thúc của đường Lê Hồng Phong, và đi ngược lại thì là điểm mở đầu á. Thì đến đây cũng hết đường Lê Hồng Phong, mình cũng dừng clip ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.